Giờ đi kêu thêm thằng em mới được. Dạ 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 dạ. Trời trời. Rồi 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 rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Không thể nào. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Master Thắng. Thì quá lâu quá không chơi Vice City rồi cho nên hôm nay mình sẽ quay trở lại. Thì hôm nay mình sẽ dự định là sẽ dẫn đàn em đi vào chỗ quân đội đại chiến với tụi nó. Ok, thì bây giờ mình sẽ tuyển mộ đàn em ha. Được rồi, lựa thằng nào đẹp trai ơi. Hình như thằng nào cũng giống thằng nào thôi. Ok, thì mình sẽ lấy khoảng nhiêu ta. Một chiếc xe chỉ chở được có 4 người thôi. Tức là mình sẽ đem theo khoảng 3 đứa đàn em đi vào quân đội chơi với tụi nó. Rồi, một thằng, hai thằng. Ê, sao mà lộn mèo kỳ vậy? Trời, kỳ lão quá, đàn em mình kỳ lão quá. Rồi, lấy được bao nhiêu thằng rồi, chạy ra coi. Rồi, ba thằng đủ rồi, không? Vô dụng, vô dụng, cái gì vậy? Ủa sao nó bắn? Tụi mày đang làm gì vậy? Chết, hết đi con. Rồi, mình lấy xe. Xe tên gì nhỉ? Đó, lấy xe này. Là đàn em ơi. Sao tụi nó đi chậm quá à? Tụi nó không biết khẩn trương là gì. Trời đất. Ê, trời 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 trời. Lộn lộn lộn. Không thể lấy xe đó được, xe đó chở được có hai người. Mình quên. Chị áo xanh ơi, sao xe nó chở được cũng hai người à? Ê! Đâu rồi? Sao xe bốn chỗ hiếm quá vậy? Thường ngày nhiều lắm mà. Trời đất, giờ chỉ còn có ba hai thằng à. Xe được không? Không biết nó đi cửa sau được không nữa. Đàn em ơi là đàn em, sao mày ngu. À, lên ngồi sao được ha. Còn thằng kia, mày đứng mày gãy đùi. Đàn em ngu ngục. Lên mày. Trời ơi ngu quá. Tiễn chị áo xanh luôn. Tiễn nhỏ này luôn. Rồi. Chết tôi rồi, đàn em tôi toàn là thứ gì không à. À đi. Chiến tàu tốc hành. Chiếc xe kia chạy được có, chở được có hai đứa cho nên là mình không thể trọng dụng nó được. Lần này là vô đại chiến dữ dằn luôn á. Một bắt một còn với tụi quân đội luôn. Đây. Cái đường đi vô quân đội chỗ nào ta? Rồi nhớ rồi, chúng ta sẽ đi đường này. Hồi xưa lúc mà mình mới chơi muốn kiếm cho quân đội khó, không biết, không có nhớ đường. Còn bây giờ quá quen rồi, bản đồ nằm trong đầu sẵn hết trơn rồi đó, không thể quên được. Ơi cảnh sát à, chắc mấy anh cảnh sát chưa biết bí mật của mình đâu, chưa biết cái ý đồ đánh chiếm quân đội của mình. Thì các bạn xem nhớ like và subscribe ủng hộ channel của mình nha các bạn. Quân mình ít quá, chúc mình ghé chỗ đứng trước chỗ quân đội mình sẽ kêu thêm một vài đứa nữa mới đủ. Ở khu này toàn là mấy anh công nhân không à các bạn ơi. Giờ tông cửa nè. Tông cửa nè. Giờ đi kêu thêm đàn em mới được. Dạ 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 dạ. Trời trời. Rồi 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 rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Không thể nào. Chết rồi, tụi nó chơi mình rồi.
Chỗ này dữ dằn quá các bạn ơi. Mình vừa bước xuống thôi đã cho mình một chàng súng mưa đạn, cơn mưa đạn. Ông đi theo tôi. Tụi mày có, đàn em tao không có hả mày? Đâu rồi? Giết nó. Trời ơi, chưa kịp làm gì chết hết trơn rồi. Rồi, tiến bộ công an luôn. Đi theo tôi. Đi theo tôi. Đàn em mình là công an, trời ơi. Ê, hai thằng cứu thương. Tiến bộ tụi mày luôn. Đi theo tao nè. Đi theo tao. Ông này làm gì mà đứng thở như vậy? Ê! Chỗ đó kìa! Bắn đi đàn em ơi! He's going down. Bắn nó! Ừ! Bắn nó đi! Giờ phải tông cửa thôi, không chúng ta không vô được rồi. Rồi, thằng em đâu? Quân đội gì đâu mất tiêu trơn rồi. Thằng kia. Sao tụi mày không chịu bắn nó? Bộ mình đang hại quá. Ừ, bắn nó. Má ơi, chúng đây nè, nó mới chịu nè. Nó vậy đó. Rồi bộ bắn bộ luôn. khó hiểu quá. Đó là đàn em của anh nha. Rồi đi theo anh. Mấy chú bay lượn làm ghê quá à. Sao rồi sao không thấy ai cả? Mày bắn ai hả? Mày là đàn em của tao mà. Trời. Rồi tiến bộ làm đàn em hết. Rồi bây giờ chú sẽ đi theo tôi. Bà nội đó, tôi nói khùng hết rồi kìa. Tụi mày không hả? Nó lấy cái súng này mới ngon nè. Mày hả con? Con cờ hó. Tiễn làm đàn em hết. Nó bắn anh kìa mấy em ơi. Ừ. Mình cho đàn em nó núp sau lưng đàn em cho tụi nó bắn từ kia. Ôi. Thôi kỳ quá, bữa nay thất bại rồi. Ui da. Chết không. Sao mày bắn tao? Oh no. Thôi lên xe đi em ơi. Mình đi chỗ khác làm ăn. Ok, bây giờ mình đã dẫn được một đống đàn em rồi nè. Bây giờ đi vào khu da đen, xử mấy anh da đen thôi. Trời ơi, hồi nãy mình vô quân đội nhưng mà nó bắn tào lao không à. Chưa gì bị tụi kia bắn chết hết rồi đó. Không làm ăn được gì cả. Bực bội quá, phải vô bắn nhau với mấy anh kia thôi. Lần đầu tiên trong đời mình có thể mà huy động được anh em nhiều đến như vậy. Bạn thấy không?
Thì bạn nào muốn dẫn đàn em giống như mình đó thì các bạn có thể xem cái clip hướng dẫn mod của mình ha. Mình đã từng hướng dẫn các bạn làm ra một cái clip hướng dẫn mod đàn em rồi ha. Các bạn chỉ cần search Mr. Thắng hướng dẫn mod đàn em là thế nào cũng có thôi. Ê! Ra khỏi xe mày! Đó! Đàn em mình ghét mấy thằng này lắm. Sao mà kiếm mấy anh da đen khó quá à? Không có thấy. Anh da đen ơi! Xuất hiện mau lên! Mình buồn quá rồi. Sao toàn mấy anh Cuba không à? Lỡ rồi chơi luôn. Bắn đi. Yeah. Trời ơi. Trời, tôi này nó bắn dở mà. Nó bắn nhau luôn kìa. Tụi này là cái tụi ăn hại. Tại sao tụi mày lại hành động như vậy? Xuống xe mày. What you do that for? Thôi giảng đàn em nhiều quá, nó ăn hại quá các bạn ơi. Bỏ bớt hai thằng đi. Mình giảng theo ba thằng thôi. Giờ chúng ta sẽ lượn nè. Lượn đi kiếm anh da đen mới được. Bắn xả dao chơi. Yeah, xuống xe, chơi nó. Đó. Sao tụi này kỳ quá, tự nhiên bây giờ nó lượn. Lên xe. Về nhà mình tiễn thêm anh em mới được. Tập này thấy không hay rồi đó. Bắn không có sung gì hết trơn. Trời đất ơi, đàn em mắc dấu hết rồi. Rồi, ở đây thế nào cũng gặp một vài anh da đen thôi. Khu này là cái khu mà anh da đen là đứng chùm luôn á. Sao ngộ quá vậy, thấy Tommy làm như nó trốn hết trơn các bạn ơi. Không còn thấy sự xuất hiện của những anh kia nữa. Kìa, tính sổ tụi nó. Hãy bắn tụi nó đi. Đó. Rồi, lên xe chuồn. Không, đây là kết quả của cái việc mà cái dám khi dễ Tommy ha. Không, tụi nó sỉ nhục Tommy lâu lắm rồi, cho nên là hôm nay mình phải dẫn anh em tới thanh toán tụi nó thôi. Được à, đậu phộng xuống cho tụi nó biết tay đi. Tao đứng tao trốn ở đây. Ừ, bắn tụi nó. Mình trốn rồi. Rồi, tụi đàn em này không được rồi. Đậm mấy do mình ra tay thôi. Trời đất ơi. Con kìa nó điên kìa. Nó bắn nhau kìa. Đàn em đập bậy đập bạ không à. Toàn là cái bọn ở không không à. Được bỏ quá đi, giết hết. Không chịu bỏ ai. Rồi giả nhập nhóm luôn nha.
ta là có bồ là công an rồi. Được thôi. Trời, xe này chạy nhanh gớm vậy. Ôi trời đất. Ghê không, ghê không, ghê không. Chơi chơi gãy gai chứ kỳ, tụi này chơi tồi quá. Nè mấy anh này cũng dữ dằn lắm nè các bạn. Mấy anh này cũng là một cái băng nhóm nè. Dạ. Xe cản hả tụi bay. Oh shit, oh shit. Không sợ gì hết, ra luôn. Bắn anh da đen. Tụi này chắc nó không bảo vệ được gì mình rồi các bạn ơi. Bảo vệ mình đi bạn ơi. Đáng kìa bài luôn. Ôi rồi, ôi rồi. Bắn không gớt cái chiếc máy bay này không nha các bạn. Cái nào cũng gớt rồi, đó. Đó, sáu sao rồi. Sáu sao rồi anh em ơi, lên thôi anh em ơi. Chúng ta phải đi thôi. Thằng kia mày đi chậm chậm hả mày. Đi từ từ thì ở đó luôn đi nha. Tao chùa rồi, ở đây ghê lắm. Năm sao, quên quên, năm sao, chưa có sáu sao. Dạ. Chết rồi, phải trốn đâu đây các bạn. Đó, cảnh sát chìm đó, nó đi siêu xe đó các bạn. Dạ. Nó sẽ liêu mãi như tụi mày. Rồi. Rồi, chết. BKL sắp mặt lờ. Ok thì hôm nay là coi như là một cái tập mà đại chiến nhưng mà thất bại rồi. Không có sung giống lần hôm trước nữa. Thì các bạn hãy like và subscribe ủng hộ channel của mình nha. Mình sẽ cố gắng ra nhiều cái clip của cái game này ha. Bye các bạn.